Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Tố Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Tố Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Tố Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Tố Vlog đăng tải video lên các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Tố Vlog Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 5 tuần 22 trang 25 luyện từ và câu nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ một đăng mã nhận xét một đọc hai đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu ở dưới bốn mùa hạ long mang trên mình một màu xanh đầm thắm xanh biếc của biển, xanh nam của núi, xanh lục của trời. Màu xanh ấy như trường cửu, lúc nào cũng bát ngát, cũng trẻ trung, cũng phơi phới. Tuy bốn mùa là vậy, nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt hấp dẫn lòng người. Mùa xuân của Hạ Long là mùa sương và cá mực. Mùa hè của Hạ Long là mùa của gió nồm nam và cá ngừ, cá vượt mùa thu của Hạ Long là mùa trăng biển và tôm he. Rồi các em gạch dưới câu ghép trong hai đoạn văn. Dùng dấu gạch xiên. Ngăn cách các vế câu trong câu ghép. Khoanh tròn cặp quan hệ từ nối các vế câu ghép. Thì trong hai đoạn văn trên. Chúng ta có câu ghép. Đó chính là câu. Tuy bốn mùa là vậy. Nhưng mỗi mùa hạ long lại có những nét riêng biệt hấp dẫn lòng người. Rồi vé thứ nhất là tuy bốn mùa là vậy. Vé thứ hai là mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt hấp dẫn lòng người. Hai vế câu ghép này được nối với nhau bởi cặp quan hệ từ tuy nhưng thể hiện mối quan hệ tương phản. Tuy bốn mùa là vậy, nhưng mỗi mùa Hạ Long lại có những nét riêng biệt hấp dẫn lòng người. Rồi các em nhớ là cặp quan hệ từ tuy nhưng là thể hiện mối quan hệ tương phản. Để thể hiện mối quan hệ tương phản giữa hai câu ghép, ta có thể nối chúng bằng một quan hệ từ tuy, dù, mặc dù, nhưng. Hoặc một cặp quan hệ từ tuy nhưng hay là mặc dù nhưng hoặc là dù nhưng. Rồi ở đây các em khoanh tròn cặp quan hệ từ đó chính là tuy nhưng hai đặt một câu ghép trong đó hai vế câu có quan hệ tương phản rồi các em có thể dùng cặp quan hệ từ tuy nhưng hay là mặc dù nhưng để chúng ta đặt một câu ghép trong đó hai vế câu có quan hệ tương phản ví dụ mặc dù nhà rất nghèo nhưng Nam học rất giỏi. Thì cặp quan hệ từ trong câu ghép này là mặc dù nhưng thể hiện mối quan hệ tương phản. Là nhà rất nghèo. Hoàn cảnh thì rất nghèo nhưng ngược lại thì là Nam lại học rất giỏi, đó là thể hiện mối quan hệ tương phản. Rồi, các em có thể đặt câu thứ hai là tuy có thân hình nhỏ bé nhưng hùng chạy nhanh nhất lớp. Ở đây là cặp quan hệ từ tuy nhưng thể hiện mối quan hệ tương phản. Thân hình nhỏ bé nhưng tương phản lại là là hoạt động của Hùng là chạy nhanh nhất lớp. Hai là mã luyện tập. Một, phân tích cấu tạo của hai câu ghép sau bằng cách thực hiện các yêu cầu ở dưới. A. À, Mặc dù giặc Tây hung tàn, nhưng chúng không thể ngăn cản các cháu học tập vui tươi, đoàn kết tiến bộ. Câu B. Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Nương. Dùng dấu gạch xiên ngăn cách các vế câu trong từng câu ghép. Khoanh tròn quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ nối các vế câu gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong từng vế câu. Rồi câu E. Mặc dù giặc Tây hung tàn nhưng chúng không thể ngăn cản các cháu học tập vui tươi, đoàn kết, tiến bộ. Vế thứ nhất là mặc dù giặc Tây hung tàn, rồi giặc Tây hung tàn. Vế thứ hai là chúng không thể ngăn cản các cháu học tập vui tươi, đoàn kết, tiến bộ. Hai vế này được nối với nhau bởi cặp quan hệ từ mặc dù nhưng thể hiện mối quan hệ tương phản. Giữa việc giặc Tây hung tàn với việc là không thể ngăn cản các cháu học tập vui tươi đoàn kết tiến bộ. Tiếp theo là câu B. Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Nương. Thì vế thứ nhất là rét vẫn kéo dài, vế thứ hai là mùa xuân đã đến bên bờ sông nương hai vế này được nối với nhau bởi một quan hệ từ là tuy tiếp theo là các em khoanh tròn quan hệ từ cặp quan hệ từ nối các vế câu rồi ở câu e cặp quan hệ từ là mặc dù nhưng ở câu b là một quan hệ từ đó là quan hệ từ tuy gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong từng vế câu. Câu E. Vế thứ nhất là giặc Tây hung tàn, thì chủ ngữ là giặc Tây. Giặc Tây như thế nào? Giặc Tây hung tàn, như vậy hung tàn là vị ngữ. Em nhớ là chủ ngữ là là chủ của sự việc, hay là bộ phận chính của câu. Rồi chúng không thể ngăn cản các cháu học tập vui tươi đoàn kết tiến bộ thì chủ sự việc ở đây chính là là chúng này, chủ ngữ. Không thể ngăn cản các cháu học tập vui tươi đoàn kết tiến bộ là là vị ngữ. Rồi ở đây chúng, chúng thế nào? Chúng không thể ngăn cản các cháu học tập vui tươi đoàn kết tiến bộ thì không thể ngăn cản các cháu học tập vui tươi đoàn kết tiến bộ là vị ngữ. Câu B với thứ nhất là rét vẫn kéo dài Thì chủ sự việc ở đây chính là rét này Rét là chủ ngữ Rét như thế nào vẫn kéo dài là vị ngữ Với thứ hai mùa xuân đã đến bên bờ sông Nương Thì mùa xuân là là chủ sự việc Mùa xuân là chủ ngữ Mùa xuân như thế nào đã đến bên bờ sông Nương là vị ngữ Hai, viết thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản a tuy hạn hán kéo dài rồi ở đây các em dùng cặp quan hệ từ tuy nhưng để thể hiện mối quan hệ tương phản tuy hạn hán kéo dài nhưng người dân quê em không hề lo no lắng rồi đối lập với việc hạn hán kéo dài nè là tâm trạng của người dân không hề lo no lắng b nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng rồi như vậy là chúng ta sẽ dùng là cặp quan hệ từ tuy nhưng hay là mặc dù nhưng mặc dù trời rất nóng và oi bức hoặc là mặc dù trời rét đậm nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng trái với việc là thời tiết khắc nghiệt thì các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng đó chính là tương phản tương phản mặc dù nhưng Ba, Đọc mẫu chuyện vui sau và thực hiện yêu cầu ở dưới. Chủ ngữ ở đâu? Cô giáo viết lên bảng một câu ghép. Mặc dù tên cướp rất hung hăng, gian xảo, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa tay vào cổng số 8. Rồi cô hỏi, em nào cho cô biết chủ ngữ của câu trên ở đâu? Hùng nhanh nhỏ, thưa cô, chủ ngữ đang ở trong nhà giam ạ. Rồi, đây là một câu chuyện rất là vui. Chủ ngữ ở đây chính là là tên cướp. Tên cướp và hiện tại tên cướp đã đã vào trong nhà giam. Như vậy là chủ ngữ đang ở trong trong nhà giam. A. Dùng gạch xiên ngăn cách các vế câu của câu ghép trong mẫu chuyện trên, khoanh tròn cặp quan hệ từ nối các vế câu. C gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong từng vế câu. Và bây giờ mời các em quay trở lại một chuyện vui. Rồi ở đây chúng ta có câu ghép là mặc dù tên cướp rất hung hăng, gian xảo, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa tay vào cổng số 8. Thì vế thứ nhất là tên cướp rất hung hăng, gian xảo. Vế thứ hai là cuối Cuối cùng, hắn vẫn phải đưa tay vào cổng số 8. Hai vế câu ghép này được nối với nhau bởi cặp quan hệ từ mặc dù nhưng. Mặc dù nhưng. Vế thứ nhất, tên cướp rất hung hăng, gian xảo. Rồi tên cướp là chủ ngữ, tên cướp như thế nào? Rất hung hăng, gian xảo. Trái ngược với thái độ của hắn, rất hung hăng, gian xảo thì hành động cuối cùng của hắn là vẫn phải đưa tay vào cổng số 8. Đây chính là thể hiện mối quan hệ tương phản. Vế thứ hai, chủ ngữ là hắn. Hắn như thế nào? Vẫn phải đưa hai tay vào còng số 8. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Tô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Tô Vlog. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.